Này làm cũng hơi chảy. Hôm này chơi với chú Đất với lại em trai nữa, mấy em trai nữa cũng đông. Qua mình cũng không có chia sẻ cái lúc ở bà. Hôm làm tới 12 giờ đêm, sáng ngày dậy không nổi luôn. Giờ này 9 giờ sáng rồi mới lên làm. Với chú cũng đang chỉ bạc bờ. Qua mình mới dỡ lớp được một đoạn, sáng nay cũng tiếp tục làm cái đáy cho nó hoàn thành. Mấy bên đây còn eo nữa, bên đó còn eo nữa. Lúc đầu thì cũng tính bò trên cái bờ bên đó lên trển luôn, mà chú cũng tính là đi lên bờ đó bạc đồ hư hết, cảnh chú múc mấy ao mới nữa. Chắc là hôm bữa mình vô cái cầu của chú Bảy vô không lọt á, rồi chú Đất cũng có nói là chú Bảy chắc bữa nữa mình xuống xe rồi mình vô chắc phải dỡ cầu chú Bảy vô mới được. Đây có ống bọng, lấy ống bọng lên luôn. Bọng này là ống bọng trên đó, vậy mà nước lần của đây ta dữ thiệt. Đây nước bên ao vẫn lừng quá. À, khi sửa bờ chắc bỏ dĩ chạy đoạn này một chút cho nó rút xuống để đốc dĩ nó còn hở, nó đi nước nữa. Có công việc thì cũng luôn làm, tranh thủ làm. Cái ao này mình lấy nó cũng nhẹ xe, nó có hơi mềm và cái xe mình nó khỏe. Còn hơi men, sáng lên làm thấy chóng mặt quá, lần sành của mình. Thank you.
lên hồi mấy giờ vậy? Ôi ô dữ vậy. Sao thấy sáng ngày em làm thấy khỏe quá vậy? À, anh sáng nằm luôn em ơi. Giờ đi đâu vậy? À vậy hả? Rồi. Bữa nay được gì ăn vậy? Bữa nay chắc ăn tép cao. À. À rồi công trình tỉnh làm tới đâu rồi? Chút nữa là xong rồi. À. Thôi để cho trưa cái đi chỉnh. À lần đầu hết luôn hả? Rồi hết luôn á. Lẹ quá trời ta. À. Cảm ơn nhiều Sang ơi. Ui 11 giờ rồi chưa nghỉ hả? Hả? Cái gì? À bữa nay mình bài bản quá ha. Này chỉ chưa có tới đáy ha. Sắt đó mình mua hay là mình chế vậy sao đây? Chế, mua sắt lại mình chặt mình chế. Đắm móc. Ừ, đắm móc. Chọt vô. Vậy là quá bài bản rồi, ở dưới đó có luồng dây nữa mà. Ủa, bạc mà dày dữ tơi. Đất còn mềm á, làm dễ. Thấy bạc về xài hết lắm. Khi mình chạy quạt không có gì là lỡ rồi. Biết dết bên đây có trĩ không? Dết bên đây cứng lắm. Bò khô. Chiều nay chắc bò xe sửa bờ ngang trên đó. Cái này còn làm tầm bắn những tiếng ngoài nữa xong. Quá trời nước. Lấy hàng mớ khô đặng chừng ở đây nữa quá. Bao. Không được rồi, kéo giùm em. Ừ. Đây. Có nghe nãy ngày đài nghe Bảo Trung nó nói un son bon tê là cái gì sao đây? Là em có Ivan nói gì? Rồi sẵn kéo cái mình đặt xuống dưới kia giùm luôn nha. Ồ cúp điện chưa mà thấy ghê quá vậy. Hả? Cúp điện chưa? Chưa. Ừ, ôi. Nãy giờ nó chạy rồi trên thank you.
mình lấy cái áng bọng, lấy đất khô mình lót ở đường này luôn. Chút nữa giờ mới đất khô bờ này còn cao, bự nữa. Giờ lại đây mình giá cái áng bọng này lại. Đặt bọng khác, bọng này hơi ngắn, bọng này có 6 mét à. Trước khi mình vô mình làm bờ này, bờ nó nhỏ xíu xíu à, thì mình phải banh đất cứng làm chân lại hết rồi. Thì bây giờ nó nhỏ quá, cái mồi nó tràn qua quá tay. Nãy giờ cũng móc đất cứng sát chân bờ bên đó đó, móc ra mình độn cho nó lên lớp để mình làm bờ nó mới cao được á. Thì đất nhão này mình đổ vô ở giữa. Cái đầu tiên là mình cho đất nhão vô để cho nó hết mồi á. Thì cái thứ hai là mình làm cho nó bờ nó cao luôn. Cái thứ ba mình cũng đi sát sát ngoài để mình hút cái đất, nó đất nhão nhiều quá nữa mình sửa bờ, cái mình đi bên trong này mình hút không tới. Nãy giờ làm thấy cũng có lý quá, làm cái thấy mồi cũng hết rồi, nó hết chảy nước ra nè, quá trời chảy mềm, bờ mềm luôn mà. Trưa này cũng dự tính sửa bờ giữa này nè. Nãy làm cái bờ thì xuôi lên mình thấy cái cách làm mà nãy thấy cũng hay quá, nên làm cái mất hết tiếng nữa. Nên bờ này mai này chắc mai mình làm, sáng mai mình làm. Chạy chiều mới 4:30 thấy chuột đồ nhức trơn. Ngắn đào cũng mới xong cái tuyến đường này, chú làm kỹ quá. Để sáng sáng mai mình lên sớm cái mình lên xem cái ao đầu tiên, ao đầu tiên mình vô làm, chú chỉ bạc xong hết rồi.
À, thôi mình cũng xin tạm dừng ở đây, cũng xin mến hẹn gặp huynh của chị bà bè hàng xa vào cái buổi chiều ngày mai.